Và sau đây là một tiết mục rất là đặc biệt quý vị chờ đợi trong buổi chiều hôm nay, những ngày đại lễ Vu Lan báo hiếu tại chùa A Di Đà thời Đại Hòa. Xin mời quý vị chờ đón một giọng hát đã đi sâu vào lòng người suốt 50 năm qua, đã làm rung động hàng triệu triệu con tim trong và ngoài nước. Những vở cải lương kinh điển, những bài tân cổ rất là đặc biệt, rất là ngọt ngào quý vị đã từng thuộc và nghe. Xin mời quý vị chờ đón nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn. Trước tiên, Thanh Tuấn xin được kính chào thầy Đại Hòa, chùa A Di Đà, chào tất cả bà con Phật tử, quý vị đại biểu, như là nếu có các cấp lãnh đạo của địa phương, hôm nay thì Thanh Tuấn được đến đây để mà phục vụ tại chùa này nhân dịp lễ Vu Lan báo hiếu năm 2023 tại chùa A Di Đà của thầy Đại Hòa. Chúc tất cả quý vị cùng với thầy Đại Hòa luôn một mùa Vu Lan luôn khỏe và sự an lành, luôn thành đạt và luôn luôn vạn sự an lành, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tôi sẽ gửi đến bài ca cổ thì yêu cầu tất cả quý vị, tặng hết tất cả quý vị đây và đặc biệt tặng cho thầy Đại Hòa. Yêu thích bài này, bài ca của cố tác giả Minh Tuyền, bài ca nổi tiếng được mang tên Nhớ Biển Nha Trang. Lời riêng này anh gửi cho em, từ thành phố thân yêu nhớ về nơi đó, nhớ biển Nha Trang đêm hè lòng gió, mặt nước xanh dần con sóng khẽ lời ru, thank you.
gì đâu, chiếc lá lay lay ru nhẹ màn đêm giữa lòng thành phố. Mỗi vật gây quanh im liền, trong giấc ngủ chỉ còn lại mình ảnh bên ánh đèn khuya tâm sự với riêng mình. Hay nói cùng với em những lời nói chân tình, điệu xấu tiếng lòng người phố bán, yêu bên lòng nàng miền ca trắng. Là tình cảm đó, ta tôi sẽ gửi đến một lớp trích đoàn, và trích đoàn này gắn liền với tên tuổi của Thanh Tuấn suốt thời gian dài trong cuộc đời làm nghề đi hát của Thanh Tuấn. Vâng, đó là lớp trích đoàn nổi tiếng được mang tên Người Tình Trên Chiến Trận. Vâng, Thanh Tuấn trong vai A Khắc Chu Sa. Phương Huệ ơi, Phương Huệ, thuộc ra hát gì anh năm mày này? Cho em Phương Huệ hát cái bài này chung. Bài hát này đi hát cũng lâu lắm rồi. Tên Phương Huệ thì trong giới cũng biết rất nhiều. Vâng. Dạ, cảm ơn anh. Lúc nó còn bé, còn nhỏ, nó đẹp lắm. Bây giờ thì lớn lên còn đẹp theo cái lớn. Vâng. Phương Huệ. Hồi nãy bây giờ quý vị đã nghe giọng một dàn đàn, cái đàn sến thì của Văn Mười, còn đàn guitar Phạm Dũng, mấy cái đàn kia hả?
Ai ai? Minh Thảo, Minh Thảo. Minh Đạo, Minh Thảo cùng điểm mà nãy giờ bài ca rồi cũng là chính dàn nhạc rất đẹp cho Thanh Tuấn ca. À, vâng, bây giờ Thanh Tuấn bắt đầu ca trích đoạn Người Tình Trên Chiến Trận. A Khang Thiên Kiều. Anh Chúa Sơn. Tại sao lại khóc? Hả? Tại vì họ đã đi hết rồi. Họ đã đi hết rồi. Ủa, nhưng mà họ là ai mà họ đi mà khóc? Một người xa lạ mà em đã gặp lần đầu. Một người xa lạ mới vừa gặp lần đầu mà họ đi thì em khóc. Như vậy là em... Chắc có lẽ là em đã yêu. Hả? Em đã yêu một người xa lạ. Phải. Như vậy là hết rồi. Kìa, anh Chúa Sơn, anh làm sao vậy? Em yêu là có tội phải không anh? Không. Yêu nhau không bao giờ có tội. Nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà từ bấy lâu nay anh ôm ấp mãi trong. Anh đã yêu.
Cảm ơn quý vị, cảm ơn em. Dạ. Ta tôi được đến tặng cho tất cả đại gia đình có mặt ở đây với lớp một trích đoạn nổi tiếng mà sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất năm 1975, kịch bản này đã ra đời, để lại dấu ấn rất là tốt đẹp trong lòng mọi người dân Việt của chúng ta cũng như kiều bào nước ngoài. Đó là lớp trích đoạn được mang tên Tìm Lại Cuộc Đời trong bài Đại Quý Quy Bình. Lan, Lan ơi, xin em đừng nhìn anh như người xa lạ. Anh vẫn là anh, vẫn là mình của Lan thuở trước, vẫn cuồng say lòng như cái thuở ban đầu. Anh cũng biết thương em như mẹ, anh xót lòng trước thảm họa chiến tranh, nhớ ngày xưa anh cũng là thi sĩ, ca ngợi tình ta như trăng rồi một sáng anh đi, anh đi là để đem vinh quang về cho cha mẹ, anh đem hạnh phúc cho lứa đôi ta ngày mong đợi. Nhưng có ngờ đâu giờ đây giữa chúng ta lại có bức tường thành nào ngăn trở, đau xót nhìn nhau mà xa cách đi muôn trùng. Tạm biệt ở đây. Xin kính chào thầy Đại Hòa, chào tất cả quý vị ở đây dự buổi
ngày hai bên đây là ngày 11 ha, 11 vâng, tức là 26. Chúc tất cả quý vị đêm nay được giấc ngủ thật thật ngon và thật là hạnh phúc. Thế tôi xin được kính chào tạm biệt toàn thể quý vị.